đâu nè. Thì thôi bây giờ cho chú rể ra mắt ông bà, bố thích tổ. Quý ông cho ông cháu làm để. Để trong đó. Giờ quý vừa chơi chú hai ơi, giờ cho chế sáng ha. Rồi được, sáng đi. Sáng không? Con trai cho toàn là chứ con sáng nè. Vậy đó, bốn giá. Con trai cho toàn ra được. Bốn giá được rồi, quay lại trước. Dạ, chú kể đứng nhìn bàn thờ gì mấy tay dơ cao lên chú kể. Đúng là nhìn bàn thờ gì mấy. Tôi còn nữa con. Rồi xây này trước nhá, hai giá chúng ta xây dài trước sáng nay mùng 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 thì còn khỏe rồi trai thì còn đôi đèn thì nói chung trai gái bên nhà bàn nhau là chế đôi đèn, nhưng mà cho chú gửi làm lễ ông bà của quyền thất tổ để cho mấy bà nhận được cái lễ dễ coi đấy. Dạ, chương trình hưởng tập hai họ thì phần chú rể làm lễ của quyền đã xong. Cô cũng đại nhị nhòi trai xin nhường khai lại cho bên nhà gái, giới thiệu cho chú rể rể ông bà hiện diện bên nội bên ngoại của chú rể cho cô dâu. Chú rể ngó ở đây chụp hình kìa chú rể. Theo ông đó đó con, theo ông đó đó. Theo ông đó đó. Theo ông đó đó. Theo ông đó chụp hình nha. Theo ông đó. Có, có. Con này cái cậu. Rồi anh đó. Rồi anh hướng dẫn cho mấy người. Cháu đó. Rồi anh đó. Từ 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 cái đỏ mới được. Chờ kiểu này tôi xuống chết nữa rồi. Bởi ai này chút đâu, ngồi đây chút rồi, chút rồi, đứng ra. Phải, chút này xuống chút nữa, tôi xuống chết rồi, trong ngồi nào, giờ kêu mà anh, giờ kêu. Thôi anh nhắm mà vậy đi. Lời nội của chú rể thì bên thứ bảy cô dâu bên ngoại bên cô dâu á, mấy bà bên nhà trai thì khỏi mời chú rể, mời chú rể. Nhắm đây làm mà luôn con góp tiếp đi con. Rồi. Uống men ăn uống cho tự do. Đây. Có thôi chứ. Con đi đừng tiếp ngoài đây bắt cáp rồi đứng gần uống đi rượu một chút nữa đi bắt cáp
Đã xong, tôi cũng đại diện cho nhà trai để trình lễ nữ trang cho cô dâu, cho cô dâu lên tay một chỉ bằng vàng 4, sợi dây kiềm vừa dây vừa mặt là một cây, một chiếc lắc là 4 chỉ, 5 chỉ, có thiếu sót bộ phận nhận nha, rồi một chồng mấy chỉ nữa, 2 chỉ nữa, cây kiềm 2 chỉ, và cặp nhẫn là 18, thì vàng 24 thì 2 cây, cặp nhẫn là 18 thì 1 chỉ. Để mong họ nhà gái nhận dùm chúng tôi. Nhận rồi xin họ nhà đại diện bên gia bên nhà gái cho cô dâu ra nhận đứa trai.
ai nói đừng tự lập, đừng lo, để tao lo, không quên đâu, đừng cho tự lễ mới hay. Bây giờ tao có nhận lên ba. Rồi mời cô dâu ra giùm. Rồi, hẹn cô dâu, dẫn cô dâu ra đi ha. Để dẫn luôn. Rồi vậy chú gãy vô, chú gãy cho người. Vô đi, vô đi. Giờ bắt giá dẫn ra thì chú gãy vô. Đưa tay lên vậy cho anh thấy cái tay cái đưa tay ok rồi nói này tay kia bỏ tay xuống quần chú gái ơi rồi cái nè cứ yên nha đưa xíu nè nhìn nhau để nhìn nhau hai người nhìn nhau hỏi là cô dâu chú rể mình xá phòng thờ trước hay đem nước trang trước ra ngoài đó không? Bây giờ cho. Bây giờ chú đại diện chú khui cái này ra thôi, nó mới nhỏ ra dùm đi. Ừ, chú dỡ thợ cái đi. Anh Tư cũng được nè. Anh mượn nữa, anh Tám mượn nữa. Đi. Nha. Ở vậy là chú lễ bưng bể đi chú phải phụ. Lâu lâu mà làm dâu ấy à. Làm à. Làm mẹ chồng mà. Rồi bưng nữ trang qua đây. Hả? Hả? Mày làm gì đâu? Bưng nữ trang rồi bằng thờ chính nè đeo lên đây nè. Giờ qua đây nè, giờ qua đây đi rồi vô bằng thờ chính đeo. Đúng cái bàn là đúng hơn. Cái bàn giữa là đúng hơn chứ không đi được. Tiền đâu mà lấy xe cái luôn. Anh nãy không cái bàn vô xíu cho nó đứt vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dầu bả nếu coi vợ thì gỡ luôn không phải 3 ngày thì nghe gỡ lên có 2 cháu luôn lấy chậu tao nên để mà làm đúng có giờ này có đàn cái cũng đang làm những hàng người đã đưa lúc trước tôi làm nét như Sony ha. Đây không được không? Gùng. Không được tao. Từ từ. Lần đầu anh mới chạm vào em ấy. Hello. Được không được không? Đeo từ từ đeo đi, từ từ đeo được chứ. Chưa mới lần nào đang biết. Ý, không được. Không được móc rồi hồi nãy sẹo rồi kìa. Bà già chồng lại chỉ đi. Bà già chồng gì trời? Bà già vợ. Trời ơi, bà già chồng. Được chưa? Được chưa? Đúng lắm. Rồi hai tay dịnh vô chiếc bông, cô dâu xây mặt qua đây chút xíu anh. Đó là cho thấy chiếc bông rồi chụp hình nha. Rồi cười tươi tươi lên luôn nha. Cô tay dịnh cho thấy chiếc nhà bông đó không ơi. Cô. Ok. Chưa, cho thấy. Rồi cái tay dịnh vô sao cho thấy chiếc bông á. Rồi cô dâu nhìn thôi. Đi. Hai tay. Nhìn vô đó luôn. Cô dâu thì nhìn đây cười. Đưa cái mặt lá bông ra. Rồi. Ừ. Rồi chú rể qua anh kia. Lấy chiếc bông kia, lấy chiếc bông. Cô dâu xúc qua đây nước. Rồi. Qua nữa đi dập dính bằng hở chưa lên cái dâu ơi cái nhìn phía trước cái dâu ơi phân tay cao lên miếng nữa phân tay cao lên miếng rồi dính ra vô chiếc bông chú rể nhìn vô chiếc bông ăn luôn 2, 3 rồi rồi lấy dây chuyền anh cứ xây cái đuôi về bên anh đeo đi rồi chút xíu rồi có là sao đúng mà anh đứng bằng bên luôn mái tóc hay sao? Chú rể qua đứng bên đây mà em
dính vô cái chuyện đó, hai tay luôn. Ở nhà cũng có. Cái này là đứng một bên nha, cô dâu nhìn chú rể chụp có dưới máy gì thì nói nha. Dạ dạ. Dính vô kiện cái tranh chụp hình cái ca 1, 2, 3 cô dâu. Bốn mươi sáu mươi là 400 ngàn. Rồi lấy xíu vô lớn hơn là 500, lớn nữa 600. Rồi dính vô đó anh chụp lên. Rồi nói đây cô nhau cười. Rồi cầm mấy cái gì cái nhẫn là đeo rồi cô dâu cầm hộp, cô dâu cầm. Rồi tay trái cô dâu đưa lên nè, tay trái chú rể đứng gần cô dâu mà xây mặt qua đây chút xíu. Vậy đó. Rồi cười lên cô dâu, cái nhẫn không phải cười là do nhìn chú rể, cô dâu nhìn chú rể cười, chú rể cứ đeo đi anh, cứ đeo đi anh. Nè đeo xong tôi dính đây cho thấy chiếc nhẫn thôi. Rồi hai bạn nhìn nhau coi, nhìn nhau. Rồi chú rể nâng tay lên hôn vào chiếc nhẫn đó cho dễ thương nè. 2, 3. Rồi. Rồi chú rể cầm hộp đi. Rồi đổi bên luôn. Đổi bên là hai người đổi vị trí cho nhau. Rồi cô dâu lấy đeo cho chú rể. Chú rể cũng đưa tay trái ra đi. Chú rể nhìn cô dâu cái coi, chụp tự nhiên cái nè. Ồ, chụp lại không thấy chiếc nhẫn rồi. Rồi dính cho thấy chiếc nhẫn nè, cô thôi nhìn đây đi. Rồi, hai bạn nhìn nhau đi, chụp lại. Rồi cô dâu nâng lên tay lên hôn vào chiếc nhẫn manh cái coi. Rồi. Dạ các bạn đeo nữ trang xong rồi cho cô dâu chiếc dễ xá đồng thời hay sao mà bắt đại diện hướng dẫn. Bên kia xíu nữa, xíu nữa anh chị. Cô dâu luôn diện miếng. Rồi. Bên kia nữa bước giùm em nha anh chị ơi. Hai bạn đưa tay, khá xong đưa tay lên thịt thịt. Đưa tay rồi nhìn lên mặt thờ chú rể. Bốn chưa? Bốn rồi đi, bước ra bên phía bên đó đi. Bên mấy ông, bước ra bên này. Bên mấy ông thì hai, mấy bà hai. Hai đứa. Rồi, chú rể bộ quân thân ở đây.
Kính trình lưỡng tộc hai họ, thì phần cô dâu chú rể đã trao nữ trang cho nhau đã xong, tôi muốn đại diện họ nhà trai kính trình cái lễ nạp tài đó là 30 triệu và cưới nhà hỏi, tôi xin phép nhỏ nhà gái tôi xin trình đại diện trình thiệp cưới luôn cái ngày 29 tháng 2, 29 tháng 2 mình nó âm lịch đấy nha, là họ nhà trai đến nhà gái làm lễ lúc 8 giờ, để mong họ nhà gái nhận được chúng tôi. Nữ chú hôn chúng tôi cũng nhận lời với nam chú hôn vừa trình bày. Bây giờ phần này thì quay phim nha, ông cu trai trao phần này cho ông cu gái rồi. Chấm luôn. Có lẽ thôi, con không cần nhiều nữa. Đã chương trình lưỡng tập hai họ phần trình thịt cưới và nạp tài đã xong, tôi cũng đại diện họ nhà trai xin họ nhà gái phong tục hồi xưa thì mâm chầu thì 3 ngày mới dở. Hôm nay thời buổi văn minh rồi, hỏi ý của nhà gái cho vợ bữa nay hay không? Hay là 3 ngày? Vô nhà gái. Ý là... Dạ, hai con chỗ đó đó, vô con bàn thờ đi con. Nữ chú hôn chúng tôi cũng xin nhận lời bên nam chú hôn và cho vợ ngay bây giờ. Từ từ cho hướng dẫn cho Thịnh lên hướng dẫn. Bưng cái đó lên chụp tấm hình rồi các bạn mới thấy mấy chồng. Cái mâm thôi, bỏ cái kia đi. Mỗi một đứa vậy là lấy bẻ hai cái sao. Một đứa hai lấy đầu là bốn, mỗi một thứ là bốn hết rồi. Để dùng cái dĩa. Cho rồi hai cái nhìn nhau cái hết. Rồi chú rể bẻ hai trái cao, cô dâu bẻ hai trái cao con. Rồi chú rể lấy hai lá chầu, cô dâu bưng lấy hai lá chầu để vô dĩa hai con lên bưng lên bàn thờ cúng tổ tiên ông bà để vô dĩa đó. Rồi, bây giờ hai con bưng lên chưa? Rồi khép vô. Cá bốn cá. Cá bốn cá đi con, mình cứ bưng cúng cái xá con.
nhiều lễ lắm, ta còn nhiều lễ làm thì có bộ này. Chút xíu đây cho hai cô uống rượu đi. Đã kính trình lễ Phật hai họ thì còn con dâu chú rể để dâng cầu cao lên cúng tổ người thất tổ ông bà đã xong. Tôi cũng xin phép nãy giờ cũng xin anh ba đại diện nhà đấy thì chú rể làm ra mắt ông bà hiện diện bên cô dâu rồi thì cũng xin phép cho cô dâu ra mắt ông bà hiện diện bên nội bên ngoại của chú rể. Qua đây anh chào rồi đó. Hai cô dâu chú rể đây nè. Cô dâu mời. Bà nội dặn ly rượu nó lên đây cái nha. Uống ly rượu với chút dâu. Cháu dâu chứ. Để luôn đi giờ có mình chạy vào ăn không? Không thì khác hay cả đây là tôi ra kia. Khác hay cả con hay khá. Chị khá là làm lượt á, chứ không phải mình cô dâu đâu. Đưa ra qua đây. Qua đây. Vừa thứ mấy? Rồi chú thứ mấy rồi anh? Bước khai qua đây đi con. Vô con lại mấy cái mọi người cho nó mau. Hai ngày rút đầy cho tao đi đúng không? Rút đầy cho ông nhỏ đi. Hai rút đầy. Hai đi con. Tôi nhận liên tục cái mời thì bằng bà nội làm để bà cô dâu không nè cháu trai vươn lên rồi sang tay cho cháu gái qua đây con cứ chắc chắc đi đứng xa ra phần cho cô dâu làm để bà nội nó xong giờ tới mượn tới chú rồi vậy đi cô dâu nhìn lên uống luôn tặng luôn rồi đưa dưỡng điện nó bỏ vô cái hộp đi bỏ vô cái lưng đi cái này đứng sau lưng để cái kế bên cái kế đứng đi khai ra nó lên nè dịch cái rượu nó lên tặng luôn nha cô dám nhìn lên anh cái thôi hai đứa cứ vui ra bây giờ cũng kinh phép với ông bây giờ bà nội cũng có đề chị với cháu bà quên tôi nhắc bà mới nhớ bây giờ đưa cái thai cho qua đề chị cho cháu thì có nhớ mới đó thì mình thao chỉ là chỉ là bà nội thì chữ của quyền trên trước đứng gần gần luôn đi chú rể cô dâu ở đó đi gần luôn gần chưa cô dâu nhận hai tay nha bà nội thì đưa một tay thôi ngó qua đây chụp hình cái bà nội ơi 1 2 3 bà nội ngó qua bên kia kìa bà nội dịnh vô chụp phải không kịp 1 ngó qua con cái nè chú kìa cho chụp hình luôn rồi được rồi bà bên kia cái khăn khai qua lại lại đây lại trước. Tao ăn cho đã. Ngày hôm đó. Ngoài lắm. Trời ơi. Ra đó không? Ra đó luôn đi ngự. Cũng đi ăn hoài bên hoài bốn luôn. Ừ, cái có đồ luôn. Được không? Được. Ờ, tao có ngủ cho. Rồi hai con bà lại gần người đó đó. Đứng khác nữa con rồi. Rồi, theo cân cầm cụ đi qua đây, đi qua bên sông hai con. Rồi, cùng nhau cầm ly rượu lên. Rồi, đưa cho trao cho cô dâu trao lại cho ly rượu nha. Nó qua đây nhìn lên chụp hình cô dâu đứng thẳng người lên, dịnh vô quà đi. 2 3 còn ai không chưa luôn nha đâu chứ làm được tội nghiệp lắm quá à bên đây chuẩn bị thành thôi rồi thôi không chế giá luôn không
cứ nhậu đi rồi vô đây chơi. Sáu ba. Ơi, làm đi, làm đi. Vô đi, đi. Chỗ khăn đỏ đỏ đó. Chưa, từ từ chứ, để chụp hình nữa không ai, chụp hình nữa chứ. Dạ, chương trình lưỡng tập hai họ thì phần cô dâu chú rể làm lễ, nhưng mà hiện diện về bên của chú rể đã xong, tôi cũng đại diện rồi. Nhà trai hôm nay là ngày đến hôm nay cháu là nắng tốt, bây giờ xin phép bên nhà gái và nhà trai cho cô dâu chú rể được gọi cha mẹ đâu bên. Bây giờ là trước là chú rể cô dâu đứng ngay đây, chú rể và đứng bên kia. Cô dâu đứng đây đi. À, ngó lên chụp hình cái rồi chuẩn bị thôi nha. Cô dâu chú rể ngó kia. Bên kia bên trai bên rể chú cha đang. Thì bây giờ phần đó thì trước là dâu hiền nghĩa thảo, hôm nay định hôn hai cháu đó, giờ cô dâu để bưng chung rượu mời cha chồng, chú rể bưng chung rượu mời cha vợ. Rồi cha lấy đi rượu, chú rể cầm luôn, cầm rượu để con cứ bưng, con nói con mời cha. Ừ. Để, còn cháu kia cũng vậy, vậy đó. Cô dâu cầm đi. Thưa cha, con mời cha. Từ từ nha, mời một lượt nha. Mời rượu đi hai cháu. Rồi mời đi, hai cha nhận ly rượu đi. Làm bộ dịch, à, ngồi luôn đi, xuống ơi, ngồi xuống luôn đi. Đứng cái chè không đâu. Cũng đi, cũng đi. Đặng luôn à. Tiêu rồi. Bể anh xuống, rồi. Ngồi xuống, đưa cái ly rượu lại, cô dâu chú rể luôn, ngồi xuống con. Vậy với bộ làm lại cái đây. Nhìn lại. Hai ông bự con có đứng lên che cô dâu chú rể chứ gì. Rồi hai ông làm bộ trò cụng ly lại làm dùm cái nữa đi, ngồi á. Ngồi. Ừ. Rồi, vậy đó, được rồi đó. Ủa bà vui gái đâu rồi trời. Vui gái mai luôn. Vậy là chế hành thôi chú Bảy. Vậy chế mất ý chú nha, cái gì phải vậy chứ. Rồi vậy hả. Bỏ bớt đi chế, mình ra mình. Đây. Thì cũng trình lưỡng tập hai họ phần lễ đã cô dâu chú rể ra mắt ông bà xong rồi tới cha mẹ đây không thì thôi phần lễ này cũng kết thúc, nếu thiếu sót gì nhờ bên nhà gái để hỗ trợ thêm cho em tốt đẹp hơn. Các bánh kèm nữa, nãy giờ nói nơi nuôi trong cái cuộc hôn buổi lễ đính hôn này á thì nó cũng hoàn thành, nhưng tôi chưa thấy ông đại diện giới thiệu với cháu biết ông đại diện là cái gì của cháu. À, thôi để đám cưới vậy thôi. Lắm rồi anh. Ờ, giờ là có hai cái rượu. Tôi đây là ông cậu. Dạ, đây là ông cậu. Ông đại diện cho nhà gái hay không? Bây giờ để cháu nó biết nó chào. Nó mắc gì nó cũng biết. Bây giờ cháu biết cháu. Biết là cháu nó biết gọi bằng gì. Có ngày hôm nay đó. Giờ ông thầy. Nhân. Con qua bên kia đi. Con qua bên ông ba đi. Con mang kiếm đó. Đi đi. Vậy ông mời ông đại diện đứng trong đây đi. Đứng chỗ mà ông có cụ nè, ông đại diện đứng gần đây đó luôn. Đại diện để chụp hình cho đẹp. Anh bắt uống hả? Ông này á, này á, đại diện đứng gần mình đi đi. Đứng gần. Nó hai ông uống đi rồi đi ra ngoài uống nữa. Đứng đó chụp hình không được, không đẹp. Đứng hai hai bên đấy nhìn cho chụp hình đẹp á. Đứng bên kia kìa, đó. Đàn ông đứng bên đây đó. Lấy hình mình ăn, qua đó lấy hình. Ừ. Gửi nước ngoài đó, hình gửi nước ngoài á. Gửi nước ngoài, muốn. Bờ đứng vô đây đi, ra ngoài chụp vô là dính rồi đó. Rồi. Thấy không? Rồi. Chen chen vô mấy trăm đó luôn coi chú rể. Rồi, hai ông nhận ly rượu cũng chồm cũng ly luôn. Rồi. Rồi, chồm tới cỏ ly. Đó, con làm cách nào? Để là không sai không về nha anh ta. Không sai về nha. Còn cái lễ cắt bánh kem nữa mà. Thì cũng nói luôn đi, dặn nói luôn. Rồi nói luôn. Đã
hai ông đại diện nhận lễ của dân cô cháu rồi thôi giờ còn bánh kem chính định ông cho hai cháu hai cháu các bánh kem cũng tổ tiên ông bà rồi các bánh kem này tụi con thấy có giao chưa nó có giao không nghi thức buổi lễ đính hôn hôm nay nam chú hôn thực hiện cũng đã xong nữ chú hôn chúng tôi xin kính mời các vị bước ra dùng buổi tiệc thân mật cùng gia đình nữ chú hôn chúng tôi một hai ba vỗ tay chưa lẽ lẽ đi nhậu trời ơi chết luôn mời mấy bậc có cái gì được tôi bắt ăn lâu quá mình bể mời rồi cái bắt ông ở đền đó chứ tấm bụng tấm bụng đi tu tôi đó chị hai đâu biết rồi đứng gần đi vậy chụp hình luôn gì năm ơi đứng từ từ nghe đứng từ từ nè đứng ta chụp hình nè vì năm cầm lại đưa tay lại đây rồi dịch đi rồi lẽ rồi không mấy người ta kêu đây để em vô cho anh cầm máy mang cái đây rồi anh vô chụp luôn cho đó ừ rồi 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 dẫn nhận quà cô giáo rồi trời ơi tiện quá trời ta kêu đi gì năm kêu hết đi rồi ở đây người ta làm để các bánh kem cái cắt đi mới bảo lên ta anh quay cái không anh? Cái kem rất buộc á. Sao sao để vậy là... Nói vậy đúng rồi mà. Vậy cho người ta chờ hơn. Hướng ra vào đây cho anh ta dòm là đúng rồi. Hai người đúng không anh? Hai người cầm hai tay. Trời ơi, dâu ơi. Nhìn nhau coi, cỡ gì coi. Mất cỡ. Rồi cắt miếng bự đi. Rồi đem lên cho cúng đi. Ừ. Rồi đi ra cổng chụp hình rồi đi chị hai ơi. Nếm mời được. Nếm mời đi. Rồi bây giờ thôi nếm mời là chủ động. Nếm mời là mới chủ động với nhau. Còn ta thiếu chén không? Dạ. Mấy cái hả cậu? Rồi coi coi đếm bao nhiêu người. Mẹ, coi cung cấp chén bàn này giùm. Thiếu nè. Thiếu thiếu hai cái nữa. Rồi rồi. Tôi xin hai cái chén này đi. Để cho người ta có hai cái à. Hai cái hai đũa. Hai đũa. Rồi, chén này. Mà... Rồi, mới đem qua, mới đem. Hai cái nữa hả vậy? Ừ, hai cái nữa. Rồi, vậy là hai cái nữa đi.
cậu Hai Phương, cậu ba đúng rồi, quên nè. Cái thương nhau là mừng lắm. Mới uống rồi nó đi nè. Chúc ơi, chưa ăn hết trơn nó bụng quá. Uống vô cái là xỉu luôn á. Chúc mọi người ngon miệng nha. Rồi hai tay cô dâu để lên vai chú rể, hai tay để lên vai rồi hoa để thấp xuống ngay eo, rồi đứng thẳng người lên chú rể, ưỡn ngực lên, rồi cô dâu sát sát vô, nghiêng đầu vào nhau miếng. Ê anh trai hồi chạy ra ngoài kia, hồi chạy ra ngoài đây có cái cánh đồng nè, đàn đuôi chính luôn á. Rồi là bọn nghiêng ra nhìn nhau, nhìn nhau hoa cao lên nhìn mình cái để nghiêng đầu qua đây, nghiêng đầu qua đây, nghiêng đầu qua đây, nhìn cô dâu xoay vô, xoay mặt qua nhìn cô dâu, rồi chụp qua cái gốc cây này. Giờ hai ca đang tay nhau, nắm tay đang tay nhau, rồi cô dâu cầm hoa lại nhìn mình, cô dâu cầm hoa lại nhìn mình, rồi để thả lỏng như vậy. Rồi cứ ghế xoạc tay tới quần đứng ưỡn ngực lên, ưỡn ngực lên, rồi tốt rồi, giữ nguyên đó. Rồi rồi thẳng lơ vậy, nghiêng đầu vào nhau miếng, rồi đưa cái tay đang tay nhau, cái tay đưa lên cao nữa, nhìn vô cái tay đó, thấp xuống miếng, rồi nhìn cái hai, nhìn vô cái tay đó, rồi giờ xoay mặt qua nhìn nhau, cái đầu chú ghế nghiêng qua đây, nghiêng xa ra đang nhìn cô dâu đó. Rồi chồm tới hai cái lỗ mũi đụng nhau giùm mình. Chồm tới cái lỗ mũi đụng nhau. Gõ được không ạ? Kể đi. 1, 2, 3. Rồi. Rồi, được rồi, thay đồ đi. Dạ. Thay đồ cái lát ra ngoài cổng, ấy ra ngoài ruộng đâu mày. Ruộng đây nè, ở phía sau nè. Chạy xe khoảng chừng 150 mét là có nguyên cánh đồng ruộng luôn. Lúa chín. À biết, còn cánh này được. Ừ, ý không thay đồ gì á, thay gì bình thường này luôn. Cho đẹp. Để giờ vô bàn đi. Vô bàn. Dạ. Chụp hình trong bàn. Rồi đi chụp ngoại cảnh. Đi. Chụp ngoại cảnh hả? Không chụp thì thôi, tại chị. Chụp hình vô chụp để khách. Nếu mà rảnh thì chụp ngoại cảnh cho nó nhiều thêm mới đẹp. Đứng sau lưng mẹ đi. Còn không bây giờ phải chụp khách nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đi. Cười lên nào mọi người ơi. Chưa nha. Mẹ nhìn lên đi. Thôi bà xuôi cầm ly rồi coi. Hai bà xuôi cũng lấy. Nâng ly lên mọi người ơi. 1 2 3. Châu nhìn lên, chưa là nhìn lên chụp lại nè. 1 2 3. Rồi. Rồi qua bên đây. Ủa bây giờ không có thay đồ không bây giờ? Thay chứ. Vô thay đi, vô thay đi con. Thay đồ đi. Cô dâu, cô dâu thích thay đậm bộ này. Cô dâu thích bộ này. Chụp môi nó đi rồi thay đồ luôn cho nó lạ lạ khác khác chứ. Rồi rồi lấy cụng ly cái đi rồi 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 hả hả cười tôi nha, cười tôi cô dâu ơi, cười cô dâu ơi hả nè. Hai ba để đi. Thay đồ đi chụp luôn. Thay đồ đi con. Đầm ngắn gọn hả? Đầm ngắn gọn. 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 Em đó nói chị là sợ ấy, em hỏi xì ra để chỉnh lại ca. Chỉnh lại coi. Phải làm bạn đi chứ. Nói xì nó phải chết liền luôn nha. Rồi đó. Thì để dĩa dặn cái này nè. Để đây đi, ai dùng dụng. Không. Không ăn nạn tôi ăn tôi. Mà nội gấp sao mà nội bà nội nha. Rồi cái ngàn mới mới nó nói cái đó miệng đó. Cái trả lửa cái này đâu không có điện. Được được được. Cái này luôn cái này luôn cái chả giò, cái đó là chả giò. Đúng rồi, đúng rồi. Chả giò đó. À mà hơi nóng ha. Đợi con cái nha, con đang quay nha. Thôi con đi ra đây quay cảnh phía sau luôn, có gì vui không? Khu vực phía sau là khu vực nhà bếp. Wow, quá trời món ăn luôn. Hello mấy mợ, mấy gì? Dạ. Wow, cái này rau lẩu hấp dẫn dữ ta. Còn nha, từ giờ bưng lẩu chứ bưng rau luôn nha, còn 5 6 bữa rau nha. Bưng lên sao? Bưng lên đi, em sang quyền nữa ta bưng đi chợ. Bưng lẩu không có rau đó. Ăn không có rau thì rút đòi. Tôi hỏi chị chứ từ sáng chiều kiếm được không? Đứng ngồi vậy. Là buông ra chỉ muốn nằm sao không muốn bằng đi lắm thì cầm biết đi lắm cùng nhà lên hết cùng em nha. Cái đi ra đây ha, nợ qua ha, đi về ha, cái lỗ tai biết hơn nửa bên ha, ha hồi chưa tết rồi hai tháng rồi nói chị á, chị ba nè, chị nấu thì cũng quen rồi, chị còn còn lên xuống khỏe không rồi chị đặt lấy bả là giỏi còn mình á vô xưởng đứng rồi là không muốn đi đâu mà đã bà là biết vô cùng bả là gán là lạ chị là biết dữ lắm á phải chết rồi chị ba tôi nói thiệt. Chị không làm á nói gì đâu. Chết tụi chị. Không, chị ba giờ chị đi làm được chị quen như quen rồi. Còn mình làm cái sửa quen rồi. Chị ra rồi nha. Ai đuổi đi đáp là không quên. Chị không còn nói đi cái thằng đó. Hello, đang làm gì trong đây vui quá dạ. Đây ngọt cây, sắc cao cao. Wow. Nó bụng quá cho con miếng cao cao ăn nè. Đây nè. Này là dụng phải không? Không có dụng, tại vì nó không có điều màu. Ừ, làm ngon quá vậy ta. Chín lần á. Con quay nó chín lần nha. Dạ. Khéo không?
dành dành công cướp cao của mời hai phương à. Ngon quá. Nó lại đi nó hai lớp thì ăn mỏi không? Ba lớp thì ăn miếng, còn miếng gớt hai lớp ăn hai miếng chị ơi. Ừ. Đi chị phơ Dung ơi. Béo quá. Nhưng mà mấy béo này thường thường là ấy sáng không có thùng. Đã sách bịch bịch vậy để em này còn vậy là hên đó. Đi hay thiệt. Tại đi Dung không sao đâu. Thì ra nó bị gớt rồi hả? Dưới này mình ăn ừ. Tại vì không có cái thùng. Ồ. Béo. Thường quá. Thấy là phải cái để cho nó mời hai ơi. Cái miếng ngao câu mình đó, có cái lớp trắng trắng ở chính giữa là cái gì không? Lớp trắng trắng là cũng như dạng như mình lấy sữa. Sữa hàng chi ăn nó béo. Ừ. Sữa với dừa. Dạ, béo, giòn không? Hai nữa đi. Bây giờ mình có là một câu bán không ạ? Hay là ở nhà ăn thôi. Làm nhà ăn. Dạ. Thiếu quá. Đại đi. Dạ. Thôi, bây giờ nè. Qua cài mái tóc. Qua cài mái tóc. Bây giờ mới nổi lên. Anh làm đi anh, ăn chưa? Chưa cậu ơi, nãy giờ mình đi quay chưa ăn. Mới ăn có hai miếng đồ cao rồi, thôi vô cái đi. Vô cái dứt miếng mồi đi. Vô. Vô lý ai ơi. Rồi con cũng xin phép mời hết bên gia đình họ nhà trai mình nghe. Con đại diện ở bên đại họ nhà gái. Ừ. Dạ, mời mấy chú mấy bác bên nhà trai mình. Ừ. Rồi trai. Rồi vô. Câu 7 vô. Thì, rồi rồi, vậy từ từ đi. Dạ. Để tiếp bên đấy. Dữ vậy. Hồi nãy là tôi khi mà thấy bên đàn trai qua thấy đẹp gì không? Dạ. Có xấu nào xấu? Dạ có xấu cát. Dạ có. Dạ có xấu cát. Thẳng đi. Không có, có xấu cát bỏ, cát qua qua. Có xấu. Con lấy lỡ. Có xấu. Có xấu thì cắt. Người nào cũng đẹp hết. Ông chú, chú rể xấu. Con dâu lại. Mày bay chụp kia. Chú con dâu lại. Rồi ông chú rể xấu rồi hôm nay mình cắt cái là coi như là xong cái đám luôn rồi đó. Đi đi đúng rồi. Đúng không? Dạ đi đi. Mày chơi kiểu nào không biết nhưng mà con dâu tôi đang các bạn hả? Dạ. Dạ đang tiếp khách, đang tiếp khách rồi mình chút xíu gần cảnh đi. Thôi nhiếp ảnh gần cảnh đi. Cái cao phải không? Vô nhìn đây nè, nhìn đây. Rồi. Ăn tự nhiên nghe mấy cô mấy chị đang quay phim mở máy cho bên đằng trai ca kìa. Ok rồi mà mấy chú đang đi lên cùng đi giùm con không? Đang đi lên mấy chú ơi. Chú dâu gửi cho máy màn hình nè. Chú dâu ơi. Rồi xây mặt rồi kêu cháu nó chỉnh giùm rồi. Dừng lại khoảng 2 giây quá không? Bác ơi anh có chậm không? Thì thôi đi kêu ai đi. Ở
Thôi vậy đi nhiêu đó. Gọi đi nhiêu nhiêu đi chứ. Không rẻ không. Rồi nâng đi nâng đi. Đừng mời anh ăn đi con tôi. Đẹp mắt lại nè. Một, hai, cô dâu ơi. Hát cô bảy cô sáu ơi. Không, cho đàn trai hát được rồi. Đây đi cô chúng mình có. Bye về con ơi. Nhà lời ngang qua chị Mai ơi. Hát được rồi cô sáu ơi. Cho đàn trai có đòi hát rồi. Cậu bảy không cho hả? Cậu bảy không cho hả? Không cho, cho hát được. Vậy hả? Ai biết, mấy bà kêu mở cho đàn trai hát kìa. Rồi rồi kệ đi ha. Đúng rồi, ông chủ nhà mà mình đâu có quyền. Đúng rồi, đúng rồi. Chưa cho hát thì mở được đâu. Đi đâu nâng đi lên. Thôi khỏi. Thôi đi, để cảm ơn. Khỏi đi, đỡ. Vậy là khỏi người hiên, vậy chứ sao khỏi người hiên luôn. Không, thôi này, cho chị bởi mình đi anh. Ừ. Hồi nãy nói, không nói chung. Thôi anh, bằng cháu là con. Con hả? Vậy hả? Còn nữa chứ. Cậu nói là con cháu được rồi. Anh ơi, anh ơi. Còn khách nè. Chị giao hẹp nè. Để bóc một đoạn không? Quên hả? Vậy hả, bóc quên nha. Nè tới nè, tới liền. Rồi ra cổng chụp hình cổng kìa. Mày đang ăn hay không nhậu. Dạ. Người ta không khoái. Con gốc ở đâu? Dạ, con này nè. Con này không hả? Con bà con với bên này nè. Dạ. Chú rể bên ngoại bên đánh cho bác. Dạ. Đây, chú ở hậu chi vô. Dạ. Nhà con ghé bên đây nè. Nhà con bên đó đó. Có mày không nghe. Dạ. Dạ biết. Cũng kèo vậy là 8 thợ 7 đó. Vậy ha. À, dạ biết rồi. Con của ông là bạn của con á. Con Mỹ Hân, Mỹ Hằng á. Thì nó giờ bán lên đó đó. Dạ. Mỹ Hân thì thành phố. Dạ. Mỹ Hân nhỏ nhỏ. Mỹ Hân là nhỏ nhỏ. Mỹ Hằng là vợ thằng Phượng nè. Đúng rồi biết rồi. Ngày xưa là ấy, giờ là ấy rồi. Bây giờ dạ 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 thì mình đâu qua đây nói chắc mình vợ thường muốn vô vòng đây nè. Dạ đúng rồi, ở ngay cái chỗ mà đầu lộ mình chạy lên khoảng chừng 150m là đụng liền ngay cái chỗ sửa xe của cậu con đây ra bên đây về cho đây trái à mép bên tay phải luôn nếu mà mình ra lộ cái nhà nó bán cà phê gì. Đúng rồi dạ. Rồi chúc chú nhậu vui vẻ nha. Dạ nói qua đây là hỏi để biết còn hết. Dạ thôi để con mượn cái ly đi con cùng với chú cho nó vui ha. Anh Hải cho mượn cái ly em uống với chú. Dạ, ê con mời chú. Còn nó cũng gấp rồi. Dạ. Quá trời độ luôn, từ đó tới giờ. Có hồ nản nhã hiệu ha. Cậu ấy chưa cho hát. Chủ nhà chưa cho hát đang nói chuyện với đàn trai bên đây. Ừ.
ở ngoài khách quan nhậu nhạt vô hỏi này. Ông lên cái gì vậy? Ông biết rồi. Nói với ai? Tôi nè. Chính tôi nè. Bên đàn trai ca. Đàn trai đây cậu ca ngồi. Cậu có ảnh ở đâu rồi? Điện anh Thắng tiến đi, tại đồ của ảnh mà lỡ có trục trặc gì mất công lắm. Thôi vậy anh mở đi anh nãy. Đồ không biết kim điện cho anh. Rồi bây giờ để lúc vui chương trình văn nghệ hôm nay thì xin mời bên tiếng hát của đàn trai mình lên rất vui một bài hát văn nghệ đi ạ. Ai đăng ký thì lên đây hỏi vợ quay ham. Ok. Nếu mà cái viết thư điện là tôi nhận luôn. Nếu mà viết thư điện là tôi nhận. Rồi mà giờ tôi không có nhận thì nó không có nhận thì không có nhận thì không có nhận thì nó bị lỗi rồi. Ca ga ok, hỏi vợ ngoài hành, tông nam. Chắc chắn rồi, sau đây là một vài video.
ơi, rất cảm ơn tiếng hát của anh ca sĩ Lý Hải rất nhiều. Thì để tiếp nối chương trình ngày hôm nay thì mời tiếng hát của họ nhà trai, mời chú Minh, Bình và Phước lên góp vui một bài hát của mình ạ. À. Cái bài gì chú? Hiền hoa song ca ha. Karaoke hiền hoa song ca. Tất nhiên là được, sau đây là một bài video.
chúc anh đàn cha kìa, cha chạy trước đi ha bạn. Nhưng bây giờ còn giữ cho. Ca trước sao đi. Đổi cái mì này lớn hơn là chú Tám ơi. Chuyện vàng Hiên Lý ha. Kaga ok, chuyện vàng Hiên Lý Tông Nam. Được trước, sau đây là một vài video. Chú Sáu đàn trai, dạ dạ. Dạ, kính thưa bà con. Bên Nam đại nữ. Tôi đến đại diện cho bên Nam để uống hai ngày rồi. Thưa bà cháu, tôi cũng rất vui văn nghệ. Nếu mà ta chúng ta cảm thì bà con cũng đổ bao ta. Ồ. Xin một chàng đốt tay gửi lên chú Tám đi mọi người ơi. Đốt tay lên nào. Oh,
tại vì giá Dương ba xót xa, xót xa cha gao quê xót xa Tân Nam. Được chứ, sau đây là một vài video. Dạ rồi ăn cơm ha. Dạ vậy rồi đến đây thì em cũng xin phép được tạm dừng video clip tại đây. Chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã dành thời gian quý báu quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh Khám Phá Vĩnh Long. Xin kính chúc quý cô chú anh chị thật nhiều sức khỏe.